Đừng chỗ này đâu các bạn. Không gọi chi phí học tới đâu rồi. Chi phí ủng hộ, các phương pháp đã phân tích chi phí ủng hộ nói chưa ạ? Và đứng trên góc độ là những người nghiên cứu để ứng dụng thì người ta cho rằng chi phí ủng hộ là những chi phí
mà không thể nào có thể sử dụng ngay được. Do vậy cho nên công việc của những nhà quản lý ở đây là làm sao tách ra được yếu tố biến phí và định phí trong chi phí ông thầu. Nó có biến phí, nó có định phí, tức là công trình biểu diễn mà chúng ta thì nói nó y bằng AX cộng B. Vậy biến phí như thế nào, định phí như thế nào, chúng ta phải tách riêng ra này. Vậy thì để phân tích chi phí ủng hộ, chúng ta gợi ý là có thể sử dụng một trong ba phương pháp sau đây. Sử dụng phương pháp nào cũng được, phương pháp cực đại cực tiểu, phương pháp đường điện phương tán, còn gọi là phương pháp đường hợp quy và phương pháp bình thường thứ nhất. Chúng ta dùng ba phương pháp này để chúng ta phân tích chi phí ủng hộ. Ba phương pháp này, một trong ba các bạn chọn cái nào cũng được để chúng ta xác định được yếu tố biến phí, yếu tố định phí trong chi phí ủng hộ để chúng ta đưa ra phân tích dự đoán của nó. Để làm gì? Để chúng ta dự đoán được các chi phí cho từng ngành. Y bằng AX cộng B, vậy ứng với mức độ hoạt động thay đổi thì chi phí nào thay đổi và chi phí ổn định lúc bây giờ nó là sao? Cho nên chúng ta sẽ dùng phương pháp một trong ba phương pháp này để chúng ta xác định được A cụ thể là ở đâu, là bao nhiêu cho từng trường hợp, để đưa ra công thức dự đoán dưới dạng Y bằng AX cộng B cho tất cả các chi phí ổn định ở doanh nghiệp quan tâm. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về các phương pháp này. Tên của nó là phương pháp cực điện tiểu, hoặc là phương pháp cực điện phân tán và phương pháp bình phương cái nhất. Vậy với ba phương pháp này thì chúng ta thấy rằng nên sử dụng phương pháp nào trong đề đúng cũng như trong ứng dụng để thi được chúng ta chọn phương pháp nào. Thì tôi nói qua nội dung của từng phương pháp để cho các bạn lưu ý, sau đó chúng ta có thể xem cái ví dụ đọc sách. Phương pháp cực đại cực tiểu được hiểu là phương pháp số học đơn thuần, tính bình quân số học đơn thuần bằng cách nào? Căn cứ vào điểm cao nhất, căn cứ vào điểm thấp nhất, với bằng phương pháp số học bình quân bình thường, chúng ta chọn ra một điểm sao cho cái điểm đó có thể đại diện cho tất cả các điểm, có thể đại diện cho tất cả các điểm. Điểm ở đây là điểm chi phí, ví dụ tháng 1 chi phí là bao nhiêu, tháng 2 chi phí là bao nhiêu, tháng 5, tháng 7, tháng 10 chi phí là bao nhiêu. Như vậy tính với lại ít nhất là 6 tháng hay 1 năm thì các cái chi phí nó có thành một điểm được xác định bởi một điểm khác nhau. Vậy căn cứ vào mức cao nhất và thấp nhất, ta chọn ra một cái trung bình sao cho nó đại diện cho tất cả các điểm. Và chính vì cách làm như vậy cho nên với phương pháp cực đại cực tiểu khá là dễ dàng, dễ hiểu, nhưng mà nó có nhược điểm là độ chính xác không cao. Bởi vì ví dụ như có 10 điểm, các thầy chúng ta chọn một cái di tích mà rồi nó làm đại diện bình quân cho tất cả các điểm còn lại thì khó có tính chính xác cao được. Nhưng ngược lại thì nó ưu điểm là đơn giản dễ hiểu, cho nên người ta vẫn cũng dễ hiểu. Còn phương pháp thứ hai là phương pháp đồ thị phân tán. Có thể dùng phương pháp đồ thị phân tán bằng cách nào? Người ta còn gọi đó là phương pháp đường hợp quy, có nghĩa là chúng ta dùng vẽ đồ thị để chúng ta xác định được cái công thức dự đoán của nó. Trên trục tọa độ chúng ta cũng xác định được vị trí cụ thể của từng điểm, của từng điểm. Rồi sau đó chúng ta chọn một điểm bất kỳ, chọn một điểm bất kỳ, vẽ một đường thẳng đi ngang qua điểm đó sao cho cái đường thẳng này chia các điểm còn lại trên trục tọa độ thành hai phần bằng nhau, thì đó gọi là phương pháp đường hồi quy. Thì với cái cách vẽ như thế này thì đòi hỏi chính xác cao, người ta cũng thấy khó khăn và người ta phải có được cái hệ thống máy vi tính để người ta xử lý thì mới đưa ra kết quả chính xác. Cho nên nếu mà chọn phương pháp đường hồi quy thì chắc nhiên độ chính xác nó cao hơn phương pháp đường hồi quy. Nhưng bù lại thì phải có cái phương tiện kỹ thuật thì người ta dùng được, mới dùng được, chứ không phải là phương toàn được. Còn phương pháp thứ ba là phương pháp bình quân mới nhất, được hiểu là phương pháp cho ra cái mức độ chính xác cao nhất và nó ứng dụng lý thuyết xác suất công nghệ. Người ta thiết lập cái hệ phương trình của căn cứ vào các điểm thống kê, người ta thiết lập cái hệ phương trình dựa trên tinh thần sao bình phương của độ lệch tiêu chuẩn so với cái điểm mà chúng ta sẽ chọn ra sẽ là bé nhất, bình phương độ lệch tiêu chuẩn là bé nhất. Đây là ứng dụng lý thuyết xác suất công nghệ mà chúng ta đã học ở cái giai đoạn, ở giai đoạn trước. Như vậy với việc này xác định được, xây dựng cái hệ phương trình và giải hệ phương trình để tìm ra một cái điểm sao cho bình phương độ lệch tiêu chuẩn của tất cả các điểm còn lại so với nó là thấp nhất, thì như vậy đòi hỏi chúng ta tính toán khá nhiều, mức độ phức tạp về mặt tính toán sẽ gia tăng, nhưng mà đồng thời nó sẽ có ưu điểm là gì, các vậy độ chính xác càng. Do vậy cho nên với ba phương pháp này chúng ta chọn cái nào cũng được, tùy theo mục tiêu của chúng ta và chúng ta lựa chọn phương pháp cho phù hợp, phương pháp nào cũng được chấp nhận hết. Ví dụ như giờ cho các anh chị lựa chọn, chắc chắn tôi biết sự đặt câu hỏi anh chị cũng sẽ trả lời dùng phương pháp vậy, cơ đại cực tiểu như sao dễ làm dễ hiểu, nhưng mà độ chính xác là sao các bạn không cần, chúng ta cũng biết được đó. Còn nếu các anh chị đứng trên góc độ là nhà quản lý, nhà quản trị trong công ty được giao nhiệm vụ phải thiết lập cái hệ thống chi phí của doanh nghiệp để kiểm soát, vậy thì lúc bây giờ thì phân tích phương pháp phân tích chi phí ủng hộ, các anh chị chọn phương pháp nào?
phương pháp nào ạ? Chúng ta đến được góc độ là những nhà quản lý thì lúc bây giờ chúng ta chọn pháp nào? Bình thường nghe nhớ. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó đưa lại gì? Lợi ích xa cận. Vậy thì tùy theo một điều của chúng ta, tùy theo là ở cái giai đoạn nào mà chúng ta lựa chọn phương pháp phù hợp. Tuy nhiên cái câu trả lời rằng nếu các chị là những nhà quản trị mà các chị được giao nhiệm vụ phân loại chi phí để thiết lập được một cái hệ thống chi phí hợp lý mà dùng phương pháp bình thường mới nhất, thì tôi cho rằng cái câu trả lời đó cũng chưa chính xác. Bởi vì sao? Người ta chỉ dùng phương pháp thực đại thực tiểu. Xin lỗi, chúng ta dùng phương pháp bình thường mới nhất bởi vì chúng ta nghĩ đó là phương pháp thu lại được chính xác cao. Nhưng giả sử trong thực tế tại doanh nghiệp của chúng ta, cái loại chi phí ôm hợp đó nó chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với tổng chi phí. Vậy thì các chị góp công tính toán thật nhiều là phức tạp, nhưng mà đưa lại độ chính xác cao lại không có giá trị tác dụng nhiều, bởi vì nó chiếm tỷ trọng quá nhỏ, không đáng kể. Thì rõ ràng lúc bây giờ phương pháp bình thường mới nhất cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Do vậy cho nên lựa chọn phương pháp nào để phân tích chi phí ôm hợp nó phải dựa vào gì các chị? Dựa vào gì ạ? Yêu cầu của doanh nghiệp và tính chất của cái loại chi phí đó. Nếu mà chi phí hỗn hợp nó chiếm tỷ trọng cao thì không ai bảo ai chắc chắn chúng ta dùng pháp bình thường nhất. Nhưng mà chi phí hỗn hợp nó nhỏ quá không đáng kể thì thôi dùng pháp từ đại từ tiểu cũng được không sao. Đó là chúng ta nói đến cái tính ứng dụng của nó trong thực tế. Còn ở đây trên lớp học cũng như thi chúng ta chỉ tìm hiểu phương pháp cực đại từ tiểu mà thôi. Các anh chị có thể mở sách ra để các anh chị xem rõ ràng cái so sánh về ba phương pháp. Chúng ta có ví dụ 2.10 các anh chị. Ví dụ 2.10. Giả sử tại công ty M các đại diện người chi phí bảo trì máy móc thiết bị 5.58 như sao? Rồi người ta cho chi phí bảo trì máy móc thiết bị là 12 tháng và từng tháng có số giờ lao động trực tiếp ứng với đó là có chi phí bảo trì máy móc thiết bị. Tháng thứ nhất, tháng 1, số giờ lao động trực tiếp 1.400, chi phí bảo trì 2.650 nhân dân. Và trên cơ sở này chúng ta hãy xem nếu kết quả dùng pháp cực đại cực tiểu thì chúng ta đưa ra công thức dự đoán cho chi phí bảo trì ở giữa trang 48 các anh chị. Chúng ta mở ra trên giữa trang 48 chúng ta có phương trình chi phí bảo trì của doanh nghiệp là y bằng 2.000x cộng 500.000. Ở trang 48 các anh chị mở ra bao nhiêu? Y bằng 2.000x cộng 500.000. Với số liệu ở ví dụ 2.10 thì chi phí bảo trì nó sẽ công thức là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta dùng tới phương pháp đồ thị phân tán ở trang 49 các anh chị, cuối trang 49 chúng ta sẽ có tính được cái công thức của chi phí ôm hợp lúc bây giờ y bằng bao nhiêu? 2.255x cộng 230.000. Như vậy bốn số liệu đó mà chúng ta thấy rằng ở hai phương pháp nó lệch nhau khá nhiều. Một cái là y bằng 2.000x cộng 500.000, còn này y bằng 2.255x cộng 230.000, chênh lệch rất là lớn. Và cũng với số liệu đó các anh chị lập tiếp trong sách, các anh chị sẽ có được ở trang 52 chúng ta có phương trình dự đoán của chi phí bảo trì máy móc thiết bị y bằng 2.183.2x cộng 250.930. Như vậy nếu chúng ta so phương pháp cực đại cực tiểu thì nó lên một trời một vực, mà nếu so với đồ thị phân tán thì có lên không đáng kể lắm con ạ. Như vậy chúng ta thấy rằng tùy theo cái loại chi phí và tùy theo phương pháp thì chúng ta thấy dùng ba phương pháp nó cho ra cái mức độ sai lệch khá nhiều. Trong đó người ta đánh giá rằng phương pháp bình thường duy nhất cho độ chính xác cao nhất nhưng mà phức tạp nhất, khó nhất. Và người ta thường ứng dụng nó cho những trường hợp khi mà chi phí hỗn hợp chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí. Còn đối với chúng ta về phương pháp cực đại cực tiểu, nó mặc dù độ chính xác không cao nhưng mà nó có ưu điểm. Và hiện nay phần lớn trong thực tế người ta thấy rằng chi phí ôm hợp chiếm tỷ trọng không lớn các anh chị. Thường chi phí ôm hợp nó phát sinh nhiều ở những công ty sử dụng máy móc thiết bị là đa số trong vấn đề sản xuất. Nhưng ở mình thì máy móc thiết bị chưa chiếm tỷ trọng cao lắm cho nên chi phí ôm hợp nó chưa phát sinh nhiều. Thì việc ứng dụng phương pháp cực đại cực tiểu vẫn có thể được xem xét. Vậy nếu chúng ta dùng tới phương pháp cực đại cực tiểu thì chúng ta nói như thế nào đây? Với phương pháp cực đại cực tiểu chúng ta cũng phải tìm ra được chi phí ôm hợp với dạng y bằng gì các chị? A x cộng b. Như vậy dùng phương pháp đào năng lượng chúng ta phải tìm gì ạ? Tìm a bằng gì để chúng ta đưa ra công thức dự đoán của chi phí ôm hợp. Vậy thì với phương pháp cực đại cực tiểu chúng ta cũng như vậy các chị, chúng ta
thì ai ở đây A được gọi là gì các anh chị? Miễn phí đơn vị. A chúng ta hiểu là miễn phí đơn vị, nó nói chung chung nha. Trong đó A là miễn phí đơn vị. Sau khi chúng ta tìm A rồi thì chúng ta sẽ tìm gì các anh chị? B. B đây là gì? Tổng định phí. Nó có dạng phí bằng x cộng b cho nên chúng ta tìm A ở đây. Vậy A được tính như thế nào đây? A được tính cho các anh chị, A đây là miễn phí đơn vị. Sẽ bằng chi phí cao nhất trừ chi phí thấp nhất, chia cho mức độ hoạt động cao nhất trừ mức độ hoạt động thấp nhất. Chúng ta xác định miễn phí đơn vị bằng cách đơn tử số chi phí cao nhất trừ thấp nhất, mẫu số mức độ hoạt động cao nhất trừ mức độ hoạt động thấp nhất. Vậy tại sao chúng ta xác định miễn phí đơn vị mà trong công thức nó không có gì tới miễn phí các vậy? Tại sao chúng ta sẽ gọi là xác định miễn phí đơn vị? Tôi thấy là công thức tức của không có liên quan tới miễn phí đâu nhỉ? Có ai giải thích được không ạ? Chúng ta tìm miễn phí. Tại sao chúng ta lại tìm công thức này? Nếu tôi nói là tìm miễn phí đơn vị mà sao cái cách làm này tôi thấy gì tới miễn phí hết mà tại sao nó ra là miễn phí đơn vị? Ai giải thích được? Ai giải thích được? Xin mời Văn Hiểu ạ. Tại sao vậy? Rồi mời bạn đứng dậy, bạn nói lớn cho ta lớn nghe, theo bạn như thế nào? Thêm thứ nhất đó là trong chi phí là nó có biến phí với định phí, là trong nó có yếu tố biến phí rồi. Còn nếu mà chi phí biến phí, tổng biến phí thì là mình chưa có. Tổng biến phí thì chưa có. Rồi cảm ơn bạn, chưa chính xác. Rồi bạn dưới kia nói lớn ạ. Công gì ạ? À? Rồi cảm ơn bạn, bạn nói gì là tôi hiểu rồi. Dù là chi phí cao nhất hay là chi phí thấp nhất, tổng định phí có thay đổi không các chị? Không, bằng nhau. Vậy tức là lấy chi phí cao nhất trừ chi phí thấp nhất thì định phí là sao? Triệt tiêu rồi. Dù là chi phí cao nhất hay chi phí thấp nhất nó đều có định phí trong đó, và định phí thì không thay đổi theo mức độ hoạt động. Vậy tôi lấy chi phí cao nhất trừ chi phí thấp nhất mà tôi triệt tiêu định phí rồi thì cái chênh lệch này thực chất là gì các bạn? Chênh lệch của tử số thực chất là gì? Tổng biến phí thôi. Thực chất nó là tổng biến phí trên tử số. Bởi vì định phí nó bằng nhau trong cả hai loại chi phí cao nhất và thấp nhất thì trừ ra nó mất tiêu rồi. Dạ, tổng định, xin lỗi, tổng biến phí mà chia cho gì? Tổng mức độ hoạt động thì nó ra là gì? Biến phí đơn vị. Cho nên nếu mà tôi biết công thức này mà tôi nói rằng tính biến phí đơn vị mà sao không thấy có chữ biến phí trong đó thì rõ ràng tôi nói gì là phải sao? Bởi vì thực chất trên tử số đó chính là gì? Tổng biến phí. Thực chất trên tử số đó là tổng biến phí. Vậy sau khi xác định được biến phí đơn vị A rồi thì chúng ta thay A vào chi phí cao nhất hoặc thấp nhất được để xác định gì? B. Như vậy B lúc này sẽ bằng gì các chị? Về mặt toán học B bằng gì? Y trừ gì? À, x. B sẽ bằng y trừ x. Mà A thì có rồi, x là mức độ hoạt động cao nhất hoặc gì? Thấp nhất. Chúng ta thay vào mức cao nhất hoặc thấp nhất được. Do vậy cho nên khi chúng ta thay vào thì B của chúng ta đây, tổng định phí B sẽ bằng y trừ x. Y đây là gì? Tổng chi phí ở mức cao nhất hoặc thấp nhất trừ đi cho AX. A đây là biến phí đơn vị và x là gì? Mức độ hoạt động cao nhất hoặc thấp nhất. Như vậy thì không có gì khó khăn cho chúng ta để chúng ta tìm được B hết. Mà có A có B thì chúng ta biết được cụ thể được cái công thức dự đoán hay còn gọi là phương trình dự đoán của chi phí hỗn hợp. Mà có phương trình này chúng ta sẽ dự đoán được các chi phí cho tương lai. Mục tiêu của cái toán văn đề là hướng tới tương lai, đạt trọng tâm tương lai. Cho nên đưa ra công thức dự đoán cho chi phí bảo trì biến hóa thiết bị của chi phí hỗn hợp đây để chúng ta dự đoán cái chi phí tương lai để giúp cho những nhà quản trị lựa chọn được các phương án kinh doanh trong tương lai. Được chưa? Như vậy không có gì khó khăn với chúng ta trong cái công thức này hết. Và chúng ta có cái ví dụ nhỏ để chúng ta làm. Đây các chị. Ví dụ chi phí bảo trì các thiết bị tại một doanh nghiệp được cho là chi phí hỗn hợp và kết quả của 9 tháng vừa rồi được thống kê lên bảng từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 9. Chi phí bảo trì có một bộ phận nó sẽ thay đổi cho mức độ hoạt động, đó chính là số giờ máy hoạt động, và một phần nó cũng không thay đổi cho mức độ hoạt động, nó nằm trong các tháng khác nhau. Như vậy dựa trên cơ sở thống kê của 9 tháng thì đây yêu cầu mình hãy đưa ra công thức dự đoán cho chi phí bảo trì máy móc thiết bị trong trường hợp này. Với ví dụ này các chị ghi yêu cầu giùm tôi, các chị ghi yêu cầu giả sử tháng 11
Giả sử tháng 11 công ty đạt số giờ máy hoạt động, đạt số giờ máy hoạt động là 2.450 giờ. Có số giờ máy hoạt động là 2.450 giờ. Hãy dự đoán chi phí bảo trì cho tháng này. Hãy dự đoán chi phí bảo trì cho tháng này. Cứ đọc lại ha. Giả sử tháng 11 công ty có số giờ máy hoạt động là 2.450 giờ. Hãy dự đoán chi phí bảo trì cho tháng này. Muốn dự đoán chi phí bảo trì của tháng này thì sao các chị? Đưa ra công thức dự đoán của nó hay là phương trình dự đoán. Cho nên với số liệu trên bảng, các anh chị tính nhanh thì tôi phương trình, xác định nhanh phương trình dự đoán cho chi phí bảo trì. Chưa, chúng ta có được công thức dự đoán cho chi phí bảo trì ở đây chưa ạ? 5.900. Quá dễ, có cái gì y bằng bao nhiêu? 5.900. Tôi hỏi phương trình dự đoán thì tôi có đáp số đâu. Thầy y bằng bao nhiêu? Thầy cộng nghiệm. Trước nhất chúng ta đưa ra phương trình dự đoán nó bởi vì sao? Chúng ta có thể sử dụng nó cho rất nhiều tình huống khác nhau. Y bằng nhiêu các chị? 2.000 x cộng bao nhiêu vậy? 2x. Bao nhiêu ạ? Nói lớn hơn ạ. 1 triệu. Đơn vị tính là gì? Đồng. Đơn vị tính là đồng. Còn nếu chúng ta đơn vị tính là ngàn đồng y bằng 2x cộng nhiêu? Ngàn. Trong cái nhóm mệnh đề thường người ta có xu hướng sử dụng đơn vị tính ngàn đồng các chị. Bây giờ nếu sử dụng đơn vị tính đồng chúng ta viết cái gì đây các chị thấy quá nhiều con số không? Mà viết nhiều quá rồi trong đôi khi rồi dễ quên, dễ bị lạc mất. Cho nên nếu ta cho mình đơn vị tính là ngàn đồng, mình cứ để ngàn đồng mình làm. Không việc gì mình phải đổ ngược ra đồng hết, ha, lưu ý vậy. Chúng ta có được công thức dự đoán cho chi phí bảo trì trong trường hợp này y bằng 2x cộng 1.000 hoặc là 2.000x cộng 1 triệu đồng. Như vậy nếu y bằng 2x cộng 1.000 thì suy ra chi phí bảo trì của tháng 11 sẽ bằng gì các chị? 2 nhân bao nhiêu? 2.450 cộng bao nhiêu? 1.000, đúng không ạ? 2.450 giờ, đó là mức độ hoạt động. Như vậy chúng ta sẽ có nhiêu các chị? Bao nhiêu ạ? 5.000. Đơn vị tính của chúng ta là vậy thì việc đưa ra phương trình dự đoán của chi phí hỗn hợp là một cái yêu cầu bắt buộc nếu trong tình huống có chi phí hỗn hợp. Cho nên khi các bạn mà đọc lại lên cái tài liệu hoặc là đọc cái đề thi cái bài mà thấy cái gì có hỗn hợp thì trong đầu phải nghĩ ngay tách nó ra, đưa ra phương trình dự đoán của nó rồi chúng ta phải làm tiếp. Vậy thì sau khi chúng ta đưa ra phương trình dự đoán cho chi phí hỗn hợp rồi thì chúng ta thấy rằng phần biến phí của hỗn hợp chúng ta tính được không các chị? Được. Cho tình huống khác nhau chúng ta đều có thể xác định rõ biến phí, tổng biến phí của hỗn hợp và tổng định phí của hỗn hợp chúng ta cũng biết. Vậy nếu chúng ta đã biết phần biến phí của hỗn hợp, phần định phí của hỗn hợp thì lúc bây giờ dạng nguyên thủy của chi phí hỗn hợp nó không còn nữa. Lúc bây giờ dạng nguyên thủy của chi phí hỗn hợp không còn nữa mà ta tách biến phí ra để ta đưa vào biến phí chung của doanh nghiệp, định phí của chi phí hỗn hợp tách ra đưa vào định phí chung của doanh nghiệp. Lúc bây giờ chúng ta chỉ còn có là những cái gì? Biến phí và gì? Định phí mà thôi. Cho nên lúc ban đầu thì theo mô hình ứng xử chi phí được chia làm 3 loại: biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp. Nhưng nếu đã có chi phí hỗn hợp thì bắt buộc phải dùng phương pháp phù hợp để chúng ta tách biến phí và định phí ra. Không còn dạng nguyên thủy của chi phí hỗn hợp nữa. Cho nên sau đó cuối cùng thì với phân loại chúng mình ứng xử để ứng dụng cho những nhà quản lý thì giờ đó lúc lại chỉ có biến phí và gì? Định phí. Nhớ chúng tôi nên không còn dạng nguyên thủy của chi phí hỗn hợp nữa. Rồi như vậy là chúng ta đã nói xong cách phân loại chi phí theo mô hình ứng xử. Với cách phân loại chi phí theo mô hình ứng xử cuối cùng chi phí được chia làm hai loại. Cuối cùng chi phí chỉ còn có hai loại, đó là gì? Biến phí và gì? Định phí. Chúng ta qua một cách phân loại chi phí nữa các chị. Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định. Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định. Trong quá trình kiểm tra kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, trong quá trình lựa chọn các quyết định kinh doanh, người ta phải quan tâm đến những loại chi phí nào dựa trên nền tảng nào,
đó là chúng ta nói đến một số cách sử dụng đo kiểm tra và làm quyết định. Vậy loại chi phí đầu tiên mà chúng ta sẽ nói đây là chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Chi phí trực tiếp và gián tiếp. Thế nào là chi phí trực tiếp và thế nào là chi phí gián tiếp? Thế nào chi phí trực tiếp và gián tiếp? Và chi phí trực tiếp là chi phí như thế nào đó chị? Chi phí trực tiếp là những chi phí gắn liền riêng biệt với gì? Từng đối tượng. Chi phí trực tiếp ở đây được hiểu là những chi phí gắn liền riêng biệt với từng đối tượng. Có đối tượng đó, có chi phí đó, đối tượng nó mất đi, chi phí nó mất đi thì người ta gọi ra là chi phí trực tiếp. Tôi nhắc lại ha, chi phí trực tiếp là những chi phí gắn liền riêng biệt với từng đối tượng. Nó phát sinh, nó tồn tại và nó mất đi cùng với đối tượng. Đó là chi phí trực tiếp. Chi phí trực tiếp. Vậy nếu mà chi phí trực tiếp thì cái gì là chi phí gián tiếp? Chúng ta không nắm được cái này thì sau này chúng ta thấy rằng nếu chúng ta nhầm lẫn thì các quyết định của chúng ta cũng sẽ sai. Chi phí gián tiếp là những chi phí nào đó chị? Không gắn liền riêng biệt với bất kỳ bộ phận nào hết. Chi phí gián tiếp là những chi phí không gắn liền riêng biệt với bất kỳ bộ phận nào. Và nó tồn tại là do ảnh hưởng cùng lúc của gì? Nhiều bộ phận. Một bộ phận mất đi chưa chắc là chi phí gián tiếp đã mất đi. Còn ngược lại, chi phí trực tiếp, những chi phí gắn liền riêng biệt với từng bộ phận. Có bộ phận đó, có chi phí đó, bộ phận nó mất đi, chi phí nó mất đi. Thì ta gọi đó là chi phí trực tiếp. Tôi lấy ví dụ mô hình như thế này. Công ty XYZ quản lý kinh doanh ở 3 cửa hàng. Cửa hàng X, cửa hàng Y và cửa hàng Z. Ba cửa hàng XYZ trực thuộc công ty XYZ. Vậy thì những chi phí nào phát sinh ở cả hàng X, hoặc chi phí nào phát sinh ở cửa hàng Y, hoặc chi phí nào phát sinh ở cửa hàng Z, đó là gì các chị? Các chi phí trực tiếp. Các chi phí trực tiếp. Cửa hàng X mất đi thì chi phí đó cũng mất đi. Cửa hàng X tồn tại, chi phí đó cũng tồn tại, thì người ta gọi đó là chi phí trực tiếp. Còn lại, chi phí gián tiếp là những chi phí phát sinh ở đâu? Ở công ty. Chi phí gián tiếp là chi phí phát sinh ở công ty. Lấy ví dụ, tiền lương của quản lý công ty, tiền lương của ban giám đốc, chi phí tiếp khách, chi phí quảng cáo của công ty thì Z, đó là chi phí gián tiếp. Vì lý do nào đó, công ty Z kinh doanh thua lỗ, người ta dẹp nó đi, thì đâu có phải vì về cửa hàng Z mà không trả lương cho ban giám đốc công ty, chắc chắn không phải vậy. Đâu có phải là về cửa hàng Z mà chi phí quảng cáo công ty không chi đâu. Do vậy cho nên chúng ta hiểu như thế nào là chi phí gián tiếp. Chi phí không gắn liền riêng biệt với bất kỳ bộ phận nào, nó tồn tại và nó ảnh hưởng cùng lúc tới nhiều bộ phận. Còn ngược lại, chi phí trực tiếp là chi phí phát sinh gắn liền riêng biệt của từng bộ phận. Có bộ phận đó, có chi phí đó, bộ phận nó mất đi, chi phí đó mất đi. Đó là chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Vậy thì cách nào để chúng ta nhận diện cái nào trực tiếp gián tiếp cho vậy? Thông thường các chi phí gián tiếp bởi vì nó không gắn liền riêng biệt với từng bộ phận, cho nên người ta thường khai với chị phân bộ nó. Nó đâu có gắn liền riêng biệt với từng cửa hàng, cho nên thường thường với các chi phí gián tiếp người ta còn gọi là chi phí chung, thì người ta có xu hướng phân bổ cho các bộ phận có liên quan. Thì phân bổ theo tiêu thức nào, phân bổ vào lúc nào, đó là tùy doanh nghiệp, tùy mỗi cái giai đoạn. Mà thông thường cái tiêu thức phân bổ mà người ta hay dùng đến đó là phân bổ theo doanh thu, mặc dù nó có nhiều hạn chế nhưng bên cạnh nó có ưu điểm là đơn giản có sẵn, cho nên người ta cũng hay phân bổ. Phân bổ theo doanh thu thì nó độ chuẩn xác không cao, nhưng người ta vẫn phân bổ, thì gọi đó là những cái chi phí gián tiếp. Còn những chi phí trực tiếp là đây các chị, từng bộ phận có nó. Vậy tôi hỏi, nếu mà tôi nói vậy thì các theo các anh chị, chi phí trực tiếp có phải là miễn phí không vậy? Phải hay không? Phải hay không? Không. Không có nghĩa chi phí trực tiếp chỉ là miễn phí các anh chị. Tôi lấy ví dụ ở cửa hàng X cũng có miễn phí nè, là tiền lương trả cho nhân viên bán hàng tính theo doanh thu thì nó đã là miễn phí. Tôi trả tiền lương cho cửa hàng X thì doanh thu bao nhiêu thì nó là miễn phí, nó là chi phí trực tiếp luôn. Nhưng ở cửa hàng X tôi có một phần chi phí quảng cáo. Chi phí quảng cáo cho cửa hàng X để làm sao tăng doanh thu cửa hàng X. Như vậy chi phí quảng cáo là chi phí trực tiếp của cửa hàng X. Cửa hàng X không kinh doanh thì chi phí quảng cáo cũng mất đi, nó là trực tiếp. Nhưng chi phí quảng cáo có phải là miễn phí không các anh chị? Không, nó là gì? Định phí. Nó là định phí.
Do vậy chúng ta nói đến trực tiếp hay gián tiếp, và chúng ta nói gắn liền trực tiếp hay không gắn liền trực tiếp, chứ không nói đến biến phí và đồng phí ở đây. Đối với tôi, rất nhiều người nhiều khi đọc không có kỹ, nghe không rõ, về tôi nói chi phí trực tiếp là biến phí, không phải các chị. Cái gì gắn liền với từng bộ phận, riêng biệt từng bộ phận, có bộ phận đó, có chi phí đó, thì đó là chi phí trực tiếp. Đó là cái loại chi phí thứ nhất mà chúng ta phải nắm qua, chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp. Loại thứ hai sử dụng trong việc kiểm tra ra quyết định chi phí trên lệnh và chi phí không trên lệnh. Chi phí trên lệnh và không trên lệnh. Và thế nào là trên lệnh, thế nào không trên lệnh, cũng có gì cần phải chú ý với chúng ta. Trên lệnh là sao các chị? Có tăng có giảm. Trên lệnh là có tăng có giảm, còn không trên lệnh là gì? Không tăng không giảm. Gì không trên lệnh có nghĩa là định phí không? Cũng không nha. Chúng ta biết là định phí thì không thay đổi cái mức độ hoạt động, nhưng có nghĩa toàn bộ chi phí không trên lệnh là định phí, không phải vậy các anh chị, không nghĩa là vậy. Cho nên chúng ta hiểu như thế nào là chi phí trên lệnh và chi phí không trên lệnh. Chi phí không trên lệnh và chi phí trên lệnh sử dụng cái khái niệm này để phục vụ cho việc lựa chọn các quyết định kinh doanh, để phục vụ cho việc lựa chọn các quyết định kinh doanh, phục vụ cho việc lựa chọn các quyết định kinh doanh được hiểu để cụ thể như thế nào các anh chị. Ví dụ như chúng ta có hai phương án để chúng ta lựa chọn, chúng ta không biết là nên chọn phương án một hay phương án hai. Có nhiều cách để các anh chị lựa chọn phương án. Một trong những cách đó là chúng cần căn cứ vào các chi phí trên lệnh. Còn chi phí trên lệnh nó không ảnh hưởng đến việc lựa chọn các quyết định kinh doanh. Ví dụ có hai phương án để lựa chọn, mà chúng ta biết rằng doanh thu của hai phương án nó bằng nhau, vậy thì tôi đâu có cần biết rằng phương án nhất chi phí là bao nhiêu, phương án thứ hai chi phí là bao nhiêu. Tôi chỉ biết rằng nếu hai phương án có mức doanh thu bằng nhau thì anh nào có chi phí thấp hơn thì phương án đó sẽ sao? Được lựa chọn. Nó sẽ đơn giản hơn nhiều khi các anh chị bắt buộc phải tập hợp, phải thống kê toàn bộ chi phí của từng phương án. Mà các anh chị chỉ cần quan tâm chi phí nào có thấp nhất, tức là trên lệch theo hướng giảm so phương án kia, thì chắc chắn phương án đó sẽ được lựa chọn. Do vậy cho nên người ta sử dụng khái niệm chi phí trên lệch và không trên lệch phục vụ cho việc lựa chọn các quyết định kinh doanh, lựa chọn các phương án kinh doanh. Với những phương án mà có tổng mức doanh thu bằng nhau thì chỉ cần cái chi phí có mức gì các chị thấp nhất hay là chi phí nhỏ hơn thì phương án đó sẽ được lựa chọn. Lúc bây giờ người ta không cần căn cứ vào các chi phí không trên lệnh, trước đó người ta xem cái nào là không trên lệnh. Không trên lệnh thì bỏ qua, đừng quan tâm đến nó, dù nó là 1 triệu, 1 tỷ hay 1 đồng, nó không trên lệnh, nó không ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh. Do vậy chúng ta biết rằng cái chi phí nào giữa các phương án nó có trên lệnh nhau thì chúng ta chỉ căn cứ vào cái chi phí của phương án nào có chi phí thấp hơn thì phương án đó chắc chắn sẽ được lựa chọn. Do vậy cho nên người ta cho rằng người ta chỉ cần căn cứ vào chi phí trên lệnh để đưa ra quyết định kinh doanh, không cần biết lời mình cho từng phương án, không cần biết các chị. Bởi vì tôi chỉ cần được phép chọn một trong hai, về phương án nào có lợi nhuận cao hơn thì chọn, phương án có lợi nhuận cao hơn thì phương án đó có chi phí sao nhỏ hơn, rồi tôi chỉ biết nó nhỏ hơn rồi tôi chọn thôi. Như vậy làm như vậy chúng ta đỡ mất thời gian, đỡ mất thời gian cũng như đỡ mất công sức đi thu thập các thông tin để kiểm tra độ chính xác, độ tin cậy của thông tin. Cho nên người ta sử dụng các phân loại chi phí này để phục vụ cho việc kiểm tra độ hoàn chỉnh, chỉ căn cứ vào hoặc là doanh thu trên lệnh với chi phí trên lệnh để đưa ra quyết định, hoặc là chỉ căn cứ vào chi phí trên lệnh để đưa ra quyết định mà thôi. Thì chúng ta lưu ý làm như vậy chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian cũng như công sức trong việc lựa chọn các quyết định kinh doanh. Bởi vì mục tiêu của thông tin kết nối quản trị là sao các chị? Hướng đến tương lai và đảm bảo tính gì? Kịp thời. Đảm bảo tính kịp thời chứ không thể nói là thôi chờ chút xíu đi hay là chờ 2-3 ngày đi, cái người đó quản lý cái loại chi phí đó người ta đi công tác, tài liệu người ta giữ, người ta biết, người ta chờ về đi tính là mất qua cái tính cơ hội rồi. Do vậy cho nên người ta mới nói là để đưa ra các quyết định kinh doanh chỉ cần căn cứ vào các chi phí trên lệnh thôi. Nếu mà các anh chị hồi đó giờ mà làm cái vấn đề chính quen thì các anh chị nghe cũng có vẻ thấy lạ. Tại sao lại nói như vậy? Tại sao lại không cần biết lợi nhuận của từng phương án? Mà thật sự các anh chị không cần biết lợi nhuận của từng phương án. Tôi chỉ biết rằng phương án nào có lãi cao hơn là tôi chọn phương án đó. Đâu nhất thiết là tôi biết nó là phải là 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu không cần thiết. Tôi chỉ biết rằng phương án A nó có lợi nhuận cao, phương án B là 7 triệu, 2 triệu như tôi chọn phương án A. Vậy thôi. Và đảm bảo được cái thông tin có độ chính xác cũng như độ kịp thời. Còn nếu mà ngồi đó mà chúng ta cần phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để tính được lợi nhuận của từng phương án thì chúng ta bỏ qua, chúng ta đã bỏ qua cái tính kịp thời của thông tin khi nó không kịp. Cho nên cách phân loại này nó có ưu điểm là như vậy. Trong sách có ví dụ như chúng ta về chúng ta đọc ví dụ trong sách. Loại thứ ba, chi phí cơ hội.
ảnh hưởng đến việc kiểm tra ra quyết định. Chúng ta có một loại người đó là chi phí cơ hội. Thế nào là chi phí cơ hội? Tới bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta trong khá nhiều môn rồi chúng ta biết rồi, và đặc biệt trong môn học này chi phí cơ hội nó phát huy tác dụng rất nhiều với chị, nhất là ở các chuyên sàng. Vậy thế nào là chi phí cơ hội này? Tôi nhờ một người trả lời những đề mạng. Mời bạn Nam ngồi đầu bàn. Theo bạn thế nào là chi phí cơ hội vậy? Cô chi phí cơ hội là cái chi phí mà là chi phí mà sao ơi? Chọn phương án này mà bỏ ra cái phương án khác. Mà chọn phương án này bỏ ra phương án khác. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn này nói chi phí cơ hội là chi phí mà chúng ta chọn phương án này chúng ta bỏ qua phương án khác. Đó là phát biểu của bạn. Tôi thì tôi cảm thấy cái phát biểu này không hợp lý lắm. Tôi muốn nghe một ý kiến khác xin chào. À, cũng dễ giữa ha. Bạn nữ mặc áo đỏ đỏ ngồi giữa. Không, đi trên. Rồi, bạn cho tôi biết nha. Theo bạn thế nào là chi phí cơ hội vậy bạn? Ở đây này ta phát biểu chi phí cơ hội là chi phí mà ta lựa chọn tháng này thay cho một tháng khác, bỏ qua một tháng khác. Nói như thế nào bạn? Thu nhập sao ạ? Thu nhập tiền tài. Rồi, cảm ơn bạn. Phát biểu như vậy mới đúng ha. Không phải chi phí cơ hội là chi phí, mà thật sự chi phí cơ hội là gì? Thu nhập hay còn gọi là lợi nhuận tiềm tàng. Sao là tiềm tàng các chị? Chúng ta chưa làm mà. Chúng ta đang tính toán mà. Cho nên không phải nói chi phí cơ hội là chi phí, nghe đó là sai rồi. Chi phí cơ hội là thu nhập tiềm tàng bị mất đi khi chúng ta lựa chọn phương án này thay cho phương án khác. Thu nhập tiềm tàng bị mất đi khi chúng ta chọn phương án này thay cho phương án khác. Một cái ví dụ khi tôi hỏi sinh viên học lớp buổi tối thì ai cũng phát biểu đúng. Chi phí cơ hội của gì các chị? Của gì vậy? Của tấm bằng cử nhân. Đúng không ạ? Thay vì đi học ở đây, chúng ta đi làm thêm ở đâu đó. Và một tháng chúng ta muốn tập được bao nhiêu tiền, một năm chúng ta muốn nhập được bao nhiêu tiền. Đó là gì? Chi phí cơ hội của việc học của chúng ta. Đó là rất rõ ràng, rất dễ hiểu với mọi người. Và trong doanh nghiệp, chi phí cơ hội cũng rất lớn, các chị rất nhiều. Tôi lấy ví dụ, hiện nay công ty đang nhàn rỗi một lượng tiền gửi ra ngân hàng và thu lãi một tháng 100 triệu. Bây giờ sắp tới công ty không gửi ngân hàng nữa mà lấy cái lượng tiền nhàn rỗi đó hình thành một cái dự án kinh doanh mới để bắt tay vào. Thì tiền lãi 100 triệu hàng tháng đó chính là chi phí cơ hội của phương án kinh doanh sắp tới. Nếu phương án kinh doanh sắp tới mang lại cái lợi nhuận lớn hơn 100 triệu mỗi tháng thì chắc chắn nó sẽ được lựa chọn để làm. Còn nếu hàng tháng mà thu nhập thấp hơn 100 triệu thì chắc chắn không ai lựa chọn làm hết, ta gửi ngân hàng xuống hơn. Thì đó là chi phí cơ hội trong quá trình kinh doanh. Hoặc là thay vì bán cho người này chúng ta có lợi, chúng ta không bán, chúng ta rút lại, chúng ta bán cho đơn vị khác, hay là chúng ta làm cho đơn vị khác, thì cái phần mà chúng ta mất đi thì chúng ta cũng hiểu đó là chi phí cơ hội. Vậy ra các quyết định kinh doanh trong doanh nghiệp thì ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí cơ hội các chị. Và nhận diện nó thì không có gì khó với chúng ta hết ha. Cho nên đừng có chi phí cơ hội là chi phí, đó là thu nhập tiền tài. Loại chi phí cuối cùng sử dụng trong việc kiểm tra và ra quyết định đó là chi phí chịu. Chi phí chịu. Thế nào là chi phí chịu? Hỏi câu này rất nhiều người trả lời vui lắm. Chịu nghĩa là sao các chị? Không nổi, đúng rồi. Chịu là không nổi. Hay trong số sách người ta còn gọi là chi phí ẩn. Ẩn nó nghĩa là sao? Lặn ở trong đó, lặn vô bên trong. Đúng không ạ? Chi phí chịu, chi phí ẩn, chi phí lặn là nó hết do chuyện không muốn dịch ra mà thôi. Vậy thế nào là chi phí chịu? Thế nào là chi phí chịu? Chi phí chịu được hiểu là những khoản chi đã phát sinh trong quá khứ, là những khoản chi đã phát sinh trong quá khứ và nó sẽ không thay đổi dù phương án nào lựa chọn. Những khoản chi đã phát sinh trong quá khứ nó sẽ không thay đổi dù phương án nào lựa chọn. Đó là khái niệm chi phí chịu. Nghe thì cũng không gì lạ lắm, nhưng lấy ví dụ thì nó sẽ rõ hơn không? Những khoản chi đang bỏ ra trong quá khứ và nó sẽ không thay đổi dù phương án nào. Ví dụ rất rõ ràng, đó là dây chi phí mua sắm tài sản cố định. Tôi mua bỏ tiền ra 500 triệu, tôi mua một cái tài sản cố định. Vậy sau khi mua tài sản cố định rồi thì tôi dùng cái tài sản cố định nào này vào mục đích sản xuất sản phẩm A, hay tôi dùng tài sản cố định này đem cho mình, thì cái tiền bỏ ra ban đầu có gì thay đổi không các chị? Không gì thay đổi hết. Thì người ta gọi đó là chi phí chịu. Chi phí mua sắm ban đầu của tài sản cố định.
Hoặc một khoản nữa chúng ta cũng thấy rất rõ ràng, tôi lấy ví dụ chi phí kiệm đó là chi phí thành lập doanh nghiệp. Chi phí thành lập doanh nghiệp có thể tốn 50 triệu, có thể 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu thì nó tùy mỗi doanh nghiệp. Thì cái chi phí bỏ ra để hoàn chỉnh quá trình thành lập doanh nghiệp đó là chi phí kiệm. Vậy sau này những các anh chị kinh doanh sản phẩm A hay là các anh chị kinh doanh sản phẩm X hay là các anh chị vừa dịch vụ, vừa thương mại gì đó nhân dân, thì rõ ràng cái chi phí thành lập doanh nghiệp bỏ ra ban đầu cũng không có gì thay đổi hết, thì ta gọi nó là chi phí kiệm. Một khoản nữa để chúng ta lấy ví dụ chi phí kiệm đó là giá trị còn lại của tài sản cố định. Giá trị còn lại của tài sản cố định cũng là chi phí kiệm. Các anh chị mua sắm tài sản cố định bằng cái tiền bỏ ra, người ta gọi đó là nguyên giá tài sản cố định. Và với nguyên giá tài sản cố định được ghi nhận rồi thì bộ phận kế toán doanh nghiệp sẽ tiến hành trích khấu hao tài sản cố định theo quy định. Và đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta trích xong, chúng ta còn cái phần nguyên giá trừ phần trích khấu hao thì còn lại là giá trị còn lại của tài sản cố định. Ví dụ như mua một cái chiếc xe, mua xe tải dùng để vận chuyển phương tiện hàng hóa, dùng để vận chuyển hàng hóa của công ty để giao cho khách hàng. Bây giờ công ty làm ăn thấy không tốt lắm và hàng hóa giao bao nhiêu mà cái xe đó để đó thì nó không có hiệu quả. Và xe đó là thời gian sử dụng nó là 10 năm mà có hao được 3 năm rồi, còn lại 7 năm. Tương ứng 7 năm cho lấy ví dụ như giá trị còn lại tài sản cố định đó là 700 triệu cho chẳng hạn. Chiếc xe 1 tỷ dự kiến sử dụng trong 10 năm đã có hao được 3 năm thì giá trị còn lại nó là 700 triệu tương ứng với 7 năm còn đồng. Bây giờ công ty thấy rằng nếu để đó mà vận chuyển hàng hóa công ty không có lợi, công ty đem cho thuê, đem cái xe tải đó đem cho thuê. Như vậy dù là công ty tiếp tục sử dụng nó hay là đem đi cho thuê thì phần giá trị còn lại của tài sản cố định vẫn phải được trích khấu hao đầy đủ trong mấy năm còn lại, cái gì 7 năm, nó không có gì thay đổi. Dù cái sử dụng vào mục đích nào thì cái phần đó luôn vẫn tính đầy đủ trong 7 năm. Như vậy người ta hiểu đó cũng là chi phí kiệm. Và với ba ví dụ mà tôi nói lên đây thì các anh chị thấy rằng thực chất chi phí kiệm đó là chi phí trên lợi hay không trên lợi hay không, thực chất là trên lợi hay không trên lợi, không trên lợi. Thực chất chi phí kiệm là chi phí không trên lợi. Và không trên lợi thì sao các chị? Không ảnh hưởng gì đến lợi cá nhân. Thực chất của chi phí kiệm là chi phí không trên lợi. Và chúng ta đều biết rằng chi phí không trên lợi là những chi phí không ảnh hưởng đến quyền giấy lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. Và sau này ở chương cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy rõ hơn thế này. Đó là những cái chi phí mà dù nó cao nó thấp nó cũng không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đối tượng kinh doanh. Cho nên chúng ta biết ngay từ đầu đó là chi phí kiệm, chúng ta đừng quan tâm nữa. Nó lớn hay nó nhỏ nó mặc kệ, thì chúng ta thấy là việc lựa chọn các phương án kinh doanh nó trở nên đơn giản dễ hiểu hơn. Thì đó là các chi phí chúng ta thường gặp trong việc sử dụng và việc kiểm tra và ra các quyết định kinh doanh. Thì lần lượt trong các chuyên gia này chúng ta sẽ thấy được một cái loại chi phí đó nó xuất hiện như thế nào. Nội dung cuối cùng của chương này đó là chúng ta thiết lập báo cáo kết quả kinh doanh dựa vào một số các phân loại chi phí. Và cái báo cáo đầu tiên là báo cáo kết quả kinh doanh với chi phí phân loại theo chức năng hoạt động. Chúng ta thiết lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với một số các phân loại chi phí. Và chi phí đầu tiên đó là chi phí được phân loại theo chức năng hoạt động. Với chi phí được phân loại theo chức năng hoạt động thì chúng ta biết là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào. Thực chất của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì đó các chị? Thực chất nó là gì? Lãi lỗ, xác định lãi lỗ. Như vậy với các phân loại chi phí theo chức năng hoạt động, chúng ta biết là báo cáo gì như thế nào để xác định lãi lỗ. Trước khi đi vào cụ thể cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nội dung như thế nào thì cho tôi biết xem phân loại chi phí theo chức năng hoạt động, chi phí được chia làm mấy loại các chị? Mấy loại à? Theo chức năng hoạt động chi phí được chia làm mấy loại? Nói lớn giùm tôi với học thứ hai. Hai loại. Đó là gì các chị? Sản xuất. Chi phí sản xuất và chi phí gì? Ngoài sản xuất. Theo chức năng hoạt động, chi phí được chia làm hai loại: chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. Chi phí sản xuất là cái cơ sở để chúng ta tính gì các chị? Tính giá thành. Chi phí sản xuất là cơ sở để chúng ta tính giá thành sản phẩm. Và tính giá thành sản phẩm là cơ sở để chúng ta tính gì? Giá vốn hàng hóa. Hôm trước có nói rồi nên nhắc lại. Giá thành sản xuất của sản phẩm là cơ sở để chúng ta xác định giá vốn hàng hóa. Và giá vốn hàng bán là một trong những
chỉ tiêu của báo cáo kết quả kinh doanh theo chức năng hoạt động, hay còn gọi là báo cáo liên phát tổ 1. Thì đây là báo cáo rất cơ bản các anh chị đã từng biết, từng học, từng làm trong cái đó hành trình. Vậy các chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phát tổ 1 gồm có gì các anh chị? Đầu tiên là chúng ta có như vậy, doanh thu. Chúng ta trừ cho. Thứ hai là gì? Phải giảm trừ giá vốn hàng bán. Ở đây chúng ta không quan tâm tới phần tiêu thụ bán hàng mà chúng ta bắt đầu từ doanh thu. Tất nhiên nếu doanh thu bán hàng có thì chúng ta trừ cái phần giảm trừ thì nó cũng có doanh thu rồi. Và người ta quan tâm từ doanh thu thuần. Doanh thu nói một cách chung chung được hiểu đây là doanh thu thuần. Trừ cho giá vốn hàng bán thì chúng ta có gì các chị? Lợi nhuận gộp. Sau đó lấy lợi nhuận gộp trừ cho gì? Chi phí hoạt động. Chi phí hoạt động. Người ta gọi nó là chi phí hoạt động hay cũng có thể gọi là chi phí gì? Ngoài sản xuất lợi nhuận hoạt động. Chi phí hoạt động cũng có thể hiểu đó là chi phí ngoài sản xuất. Thì gồm có gì các chị? Bán hàng. Chi phí bán hàng. Rồi thứ hai là chi phí gì? Quản lý doanh nghiệp. Và chỉ tiêu cuối cùng, lợi nhuận thuần hay là lãi thuần, lợi thuần thuần. Okay. Ngày buổi trước cũng có nói với chúng ta rồi. Như vậy, báo cáo kết quả kinh doanh theo chức năng hoạt động, ứng dụng các phân loại theo chức năng hoạt động là những chỉ tiêu rất quen thuộc của chúng ta. Doanh thu trừ giá vốn hàng bán. Doanh thu thuần trừ giá vốn hàng bán chúng ta được lợi thuần rồi. Sau đó chúng ta trừ chi phí hoạt động, mọi người chi phí ngoài sản xuất, gồm có chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thì chúng ta có lợi nhuận thuần. Đây chúng ta nói đến các chi tiêu cơ bản trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ứng dụng các phân loại chi phí theo chức năng. Các anh chị có thể mở sách giáo trang 56. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp tổ 1. Ở trang 56, nhìn đây để tôi lưu ý một số các trình bày báo cáo của chúng ta, chứ còn tính toán thì chút xíu chúng ta nói sao. Ở đây không phải là kế toán tài chính, do vậy không nhất thiết các chị lấy đơn vị tính là cầm. Thông thường như tôi nói, chúng ta lấy đơn vị tính là càng cầm cho các chúng ta không, chúng ta biết tính nó lại đi. Và đơn vị tính là cái gì chúng ta ghi rõ góc trên bên phải của báo cáo. Vì góc trên bên phải của báo cáo rồi thì ở dưới không có lặp lại đơn vị tính cho các anh chị. Tôi ý tôi là các thứ nhất trong cái việc trình bày báo cáo. Thứ hai là ví dụ như trong báo cáo ở trang 56 các anh chị thấy là những chỉ tiêu tính tổng quát người ta để ở ngoài cùng. Ví dụ doanh thu mở ngoặc ngày sản phẩm nhân 70, tổng doanh thu 70.000, tổng giá vốn hàng bán 55.000, tổng lợi nhuận gần 15.000. Trừ lên chi phí hoạt động của chúng ta gồm có 3 khoản chi tiết là thuê cửa hàng, chi phí bao bì, lương điện nước và các khoản chi tiết người ta để lên cột hoạt động. Và tổng chi phí hoạt động 11.500 đưa ra ngoài. Vậy các anh chị thấy rằng nhìn đây thì cái phần nào tổng nó cũng thành một cột, phần nào chi tiết một cột thì cái báo cáo sẽ rất là đẹp dễ nhìn. Nên chú ý cách trình bày như vậy cho chúng ta. Bởi vì trước nhất học là để thi, thi thì nó cũng phụ thuộc vào cái việc các anh chị tránh, lựa tránh như thế nào. Một cái báo cáo mà các anh chị viết không có rõ ràng, bôi xóa hoặc cột cái dòng nó cứ tùm lum hết thì rõ ràng khó có tiền cảm với người trong mạng. Cho nên chú ý giúp tôi cách trình bày. Mặc dù đáp số là cần thiết nhưng bên cạnh đó cách trình bày một cái báo cáo sao cho nó dễ nhìn cũng rất là tốt. Trước nhất là thi và sau này nếu các chị làm việc thì các chị, ví dụ như hiện nay các chị làm sếp mà ai các chị làm một cái báo cáo nhân viên nào làm báo cáo rõ ràng các chị có thích không? Thích chứ, dễ nhìn có mà chúng ta chú ý cách trình bày trong báo cáo. Ở đó là chúng ta nói với cách báo cáo với phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. Chúng ta sẽ nói đến báo cáo như này. Ngoài cái báo cáo kết quả kinh doanh được sử dụng phổ biến từ trước giờ còn gọi là báo cáo liên phát tổng hợp, thì trong bộ học này giới thiệu với chúng ta một cái báo cáo tương đối mới, đó là báo cáo kết quả kinh doanh với chi phí phân loại theo mô hình ứng dụng còn gọi là báo cáo liên phát trực tiếp. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với chi phí theo mô hình ứng dụng còn gọi là báo cáo liên phát trực tiếp. Báo cáo liên phát trực tiếp. Vậy theo mô hình ứng dụng chi phí của chúng ta cũng được chia là mấy loại các chị? Mấy loại ạ? Hai loại. Biến phí. Theo mô hình ứng xử chi phí chúng ta cũng được chia làm hai loại. Đó là gì? Biến phí. Biến phí. Và gì? Định phí. Hồi nãy có nhắc lại rồi đó ha. Theo mô hình ứng xử
chi phí cũng chia làm hai loại biến phí và định phí. Và người ta sử dụng biến phí và định phí nhất là trong một cái báo cáo với cả kinh doanh, còn gọi là báo cáo nhân phát trực tiếp. Mà chương tiếp theo người ta thấy là ngoài cái báo cáo nhân phát trực tiếp nó còn gọi là báo cáo với cả kinh doanh theo số dư giảm phí. Nhưng mà chúng ta nói cái tên sao? Bây giờ chúng ta nói là đây là báo cáo nhân phát trực tiếp. Vì ở trên là báo cáo nhân phát toàn bộ, phía dưới là báo cáo nhân phát trực tiếp. Như vậy các chỉ tiêu trong báo cáo nhân phát trực tiếp gồm có những chỉ tiêu nào? Chúng ta đọc sách trang 57 tên gì? Xem đọc sách trang 57, báo cáo kết quả kinh doanh nhân phát trực tiếp nó cũng là doanh thu, cũng trừ đi cho loại chi phí. Mà chi phí đây là gì? Biến phí. Thế vậy doanh thu trừ giấy đúng hàng bán thì đây trừ biến phí. Biến phí là các cái khoản nào người ta liệt kê ra nè. Doanh thu trừ biến phí chúng ta có được số dư giảm phí. Ví dụ trong báo cáo ra 57 cái gì đấy, doanh thu 70.000, biến phí 56.000, thì trên lệnh này người ta gọi tên nó là số dư giảm phí. Số dư giảm phí 14.000. Sau đó lấy số dư giảm phí trừ đi phần định phí, những khoản nào chi tiết diễn giải ở bên trong, tổng nó đưa ngoài 14.000 trừ định phí 10.500 thì lợi nhuận nó là gì? 3.500. Như vậy việc trình bày các chỉ tiêu với trong báo cáo nhân phát trực tiếp cũng giống như cái phần nói với chúng ta khi nãy, cũng trình bày theo dạng chỉ tiêu tổng để ở ngoài, chỉ tiêu chi tiết diễn giải ở cột bên trong, đơn vị tính là 1.000 đồng để góc trên bên phải của báo cáo nhân dân thì cách như vậy. Như vậy thì chúng ta có hai báo cáo kết quả kinh doanh có thể xem xét ở đây. Vì vấn đề đặt ra tại sao phải đặt tới hai cái báo cáo, một có được hay không, một thì sử dụng cho ai, hai thì sử dụng cho ai. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời câu hỏi này. Và trước khi trả lời thì xem lại cái ví dụ trong sách đã coi được chúng ta tính như thế nào, có gì thắc mắc hay không ha. Chúng ta mở lại số liệu gốc ví dụ 2.11 ở trang 55. Công ty thương mại A kinh doanh duy nhất loại sản phẩm K, có số liệu liên quan đến sản phẩm này như sau. Giá mua một sản phẩm 55, chúng ta chú ý là công ty thương mại. Giá mua một sản phẩm mua vào là 55.000 đồng, giá bán một sản phẩm là 70, bao bì cho một sản phẩm là 1, thuê cửa hàng một tháng là 3.000, chi phí lương điện nước cho một tháng là 7.500, trong đó chi phí lương là 5.000. Các khoản chi phí trên phân bổ trong phạm vi sản phẩm bán được từ 600 cho đến 1.500 sản phẩm trên thị trường trong một tháng. Biết rằng giá mua một sản phẩm nói trên chỉ bao gồm biến phí và trong tháng này công ty bán được 1.000 sản phẩm. Như vậy thì toàn bộ cái giá mua của sản phẩm được cho đó là biến phí và tháng này bán được 1.000 sản phẩm. Với các thông tin trên thì chúng ta lập báo cáo kết quả kinh doanh theo hai phương pháp. Phương pháp toàn bộ chúng ta thấy rằng doanh thu 70.000, giá vốn hàng bán 55.000, không gì phải giải thích thêm đó ạ. Do vậy lời lượng gồm 15.000. Chi phí hoạt động ở đây gồm có cả chi phí bán hàng nữa, quản lý doanh nghiệp gồm có tiền thuê cửa hàng 3.000, chi phí bao bì 1.000, lương điện nước 7.500, dịch tổng chi phí hoạt động 11.500, lợi nhuận gồm 15.000, chi phí hoạt động 11.500, lãi thu 3.500. Đó là báo cáo kết quả kinh doanh nên phát toàn bộ. Và chúng ta thấy là báo cáo này được sử dụng rất phổ biến. Cái mẫu báo cáo này sử dụng rất phổ biến trong nào các chị, cái đó là chính thông tin, cái đó là chính, chúng ta đã làm quen với mẫu báo cáo này. Vậy thì trong quá trình quản lý doanh nghiệp, người ta cho rằng ngoài cái mẫu báo cáo đó có thể làm một cái báo cáo khác, còn gọi là báo cáo nhân phát trực tiếp, cũng với số liệu đó ở trang 57. Ở đây với báo cáo này chúng ta phải kiểm tra cái nào là biến phí, cái nào là định phí. Biến phí ở đây người ta nói rõ là trong giá mua hàng hóa thì đều là biến phí hết, và chi phí bao bì ở đây cũng là biến phí. Tại sao biết chi phí bao bì là biến phí là gì? Bởi vì người ta cho rằng chi phí bao bì cho một đơn vị sản phẩm là 1.000 đồng, chứ không phải là tổng chi phí bao bì trong kỳ. Như vậy điều đó sử dụng nhiều bao bì thì chi phí sẽ tăng, ít bao bì chi phí giảm, cho nên nó là biến phí. Do vậy biến phí gồm có hai khoản: giá mua của hàng hóa, sau này chúng ta sẽ gọi nó là giá vốn của hàng bán, trị giá mua của hàng hóa ở đây là 55.000. Nếu chúng ta phiên từ bên kia ra đó là giá vốn của hàng bán. Chi phí bao bì 1.000, như vậy tổng biến phí là 56.000. Số dư giảm phí sẽ là 70 trừ 56 là 14.000. Định phí ở đây gồm có tiền thuê cửa hàng một tháng, mỗi tháng trả 3 triệu đồng. Không cần biết bán nhiều ít cho nên chúng ta biết nó là không thay đổi mức độ hoạt động, đó là định phí. Tiền lương điện nước cũng vậy, không thay đổi mức độ hoạt động cho nên nó là định phí 7.500. Vậy thì tổng định phí 10.500, lợi nhuận trước thuế lợi nhuận cùng cũng là 3.500. Vậy thì báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư giảm phí
cũng được sử dụng cơm nguyên liệu. Vậy tại sao mới làm ra ăn? Thì thông thường báo cáo theo các toàn bộ người ta làm để phục vụ cho thông tin của cái nhóm tài chính, còn báo cáo theo bác trực tiếp được làm để phục vụ cho những nhà quản trị bên trong doanh nghiệp. Vậy thì nó có ưu điểm gì, nó có sự khác biệt gì mà người ta quan tâm tới nó? Muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta muốn sẽ sâu hơn một chút bằng cách tôi cung cấp cho các anh chị hai cái ví dụ. Và khi các anh chị làm xong hai cái ví dụ này, các anh chị hiểu là tại sao trong doanh nghiệp người ta có xu hướng sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh để phát triển tiếp hơn. Chúng ta có cái ví dụ thứ nhất. Với ví dụ này, các anh chị cũng được yêu cầu là lập báo cáo kết quả kinh doanh cho hai tuần sau. Chiếu lên để các anh chị đối chiếu lại cho nó rõ hơn.
lợi nhuận gộp 20.000, chi phí bán hàng quản lý nhân viên phải còn gọi là chi phí hoạt động của chúng ta 18.500, gồm có chi phí thuê mặt bằng 6.000, lương điện nước 3.000, chi phí bao bì 2.000, lương bán hàng quản lý 7.500, đơn vị tính của báo cáo là 1.000 đồng, và lợi nhuận của chúng ta 1.500 đồng, 1.500 đồng, tức là nếu đơn vị tính là đồng sẽ là nhiêu? 1.500.000 đồng. Đó là báo cáo về phương pháp toàn bộ. Có ai thắc mắc gì không ạ? À? Chắc chắn là không. Đúng ạ? À? Và đây chúng ta có báo cáo phương pháp trực tiếp. Báo cáo phương pháp trực tiếp. Với báo cáo phương pháp trực tiếp thì tất nhiên doanh thu của chúng ta cũng vậy, và phải có giải thích bên kia rồi tôi chiếu lên bản cho các chị nhìn rõ hơn. Vậy với hai báo cáo này chúng ta rút ra được kết luận gì các chị? Lợi nhuận hai báo cáo là gì? Bằng nhau. Tôi lập theo phát toàn bộ và tôi lập theo phát trực tiếp, lợi nhuận hai báo cáo đều bằng nhau hết, là 1.500, đơn vị tính là 1.000 đồng. Và điểm thứ hai chúng ta lưu ý ở đây là số lượng sản phẩm tiêu thụ trong tháng là 1.000, mà không nói mua vào bao nhiêu, không nói tồn kho bao nhiêu. Điều đó đồng nghĩa với như là anh chị, chúng ta mua vô bao nhiêu, chúng ta bán ra bao nhiêu, không nói về đến tồn kho nữa. Chúng ta không có thông tin về tồn kho đầu kỳ cuối kỳ, điều đó đồng nghĩa là nó không có. Không có nghĩa là khối lượng sản phẩm sản xuất hoặc là khối lượng sản phẩm mua vào bằng khối lượng bán ra. Thì là những ngày báo cáo là gì? Bằng nhau. Thế thì trên thực tế có khi nào giữa mua vào với lại bán ra nó khác nhau thế gì? Có. Trong sản xuất có khi nào giữa sản xuất với tiêu thụ khác nhau không? Có, phổ biến là khác. Như vậy nếu có sự khác nhau giữa số lượng sản phẩm sản xuất với tiêu thụ hoặc mua vào với tiêu thụ, liệu là những ngày báo cáo này có còn bằng nhau hay không? Để có câu trả lời đó chúng ta xem một ví dụ thế nào. Và với số liệu này các anh chị cũng được yêu cầu là lập báo cáo kết quả kinh doanh theo hai phương pháp. Chúng ta tiếp xong cái đề giải lao ha, chút xíu vô các anh chị trình bày. Kỳ dạ, chính chính luôn. Cái này đã chính chính luôn á chị nè. Nè. Báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp. Doanh thu 490.000, biến phí mở khoảng 2+3 nhân 1.500 bằng 75.000. Suy giảm phí 415.000, định phí gồm có mua vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí ngoài sản xuất, đúng hay sai các bạn? Sai, sai và sai, rất cơ bản ở chỗ nào? Chi phí còn điều trực tiếp mà sao lại cho lại định phí bạn? Trời ơi, hôm nay giờ học chính chính một bữa trước có khá rõ này mà. Cái còn điều trực tiếp, nhân công trực tiếp trong chị, trường này là cho là chị lấy ở đây, ở đây là biến phí đúng không? Cộng cơ đây dưới biến phí nữa là 3 triệu, 3.000, vậy đây là 101. Ở bên này phương pháp toàn bộ doanh thu 490.000, giá vốn hàng bán 315.000, gồm có 297 chi phí vật liệu trực tiếp 135.000, nhân công trực tiếp 75.000, sản xuất chung 105.000, tổng lợi nhuận gộp 175.000, chi phí hoạt động tức là phí bán hàng liên hiệp 97.000, lợi nhuận 78.000, đúng hay sai? Sai luôn. Sai chỗ nào? Này 104 này. Sai chỗ nào? cái chú của chị ấy bị sai mà chính là chính đúng hai cái chính chính luôn hai cái chính chính luôn mà sao cô kia hai cái chính chính thiệt á không cãi nè ở đây là 297 những bạn sai mình có lấy làm cái gì mắc cỡ nha, mình sai để mình chú ý mình sửa, mình biết cái sai của mình đó. Cái này bị không bao giờ chi phí của mình định phí là định phí hết. Chi phí nhân công trực tiếp của tôi có nói rồi, phần lớn đó là biến phí, nhưng mà cũng có khi đó là định phí. Và nếu đó là định phí, chúng ta sẽ ghi rõ là tiền lương công nhân là trả theo thời gian hoặc là trả theo tháng, thì chúng ta biết đó là định phí. Còn người ta không nói gì hết thì chúng ta biết đó là gì? Biến phí. Không cần giải thích, bạn muốn làm sao bạn làm thì nó đúng là được.
còn báo cáo thì có trực tiếp ai lên đâu bạn Nam bạn không cần hả? Ủa tôi gọi em lấy đưa tay mà chị có không ạ? À? Sao cái trực tiếp sao để cái này lên không? Cái này là gì? Cái này là miễn phí đúng không? Cái này biến phí hết nè, trên này là biến phí. Sao chị nhân cái này cũng dịch tiền biến phí này là 2 đồng đúng không? Nhỏ lắm, gì nữa ra. Để nó mẫu hoặc là 2 đó không? Mà có 14 ngàn, sản phẩm thì ta lấy 2 x 14 đúng không? Chị tính hết luôn là 98. 98 ở trong đó là 22 ngàn. Thấy cái trong đó nó có 2 ngàn, vậy thôi. Khỏi cần lấy 2 x 14. Chị tính lại cái đó đi. Ừ, thì ở đây 98 đúng không? 98 này là của 14 ngàn. Còn cái cuối cùng đó nó là 9 mấy ta. Cái mà bên đây nè, thì nhân 97 đúng không? Thì nó có 3 sản phẩm nè. Đưa cái 98, đưa cái bà đó lên đây. 98 cho 98 gì? Cộng ở trên này là biến phí nè. 98 rồi, ở đây là 3.000. 3.000 nè. 97 thì nó có 3.000. Đưa cái 3.000 lên đây là 101. 42. Gì? Không. Cái 98.000 đúng không? Đây nè, đúng rồi. Không, cái hòn 799 nè. Vậy không được. Ở đây là 70 nè. Cái chi phí sản xuất chung nó là 97. Tổng nó là 97 đúng không? Cái này là của thằng 97 này, nó trừ đi 42 rồi. Không, mới trừ 94. Trong nó là có 3.000 rồi. Thì 3.000 của 14 nè. 3.000 thì nó là 3 đơn vị sản phẩm. Không, cái hồi nãy chị tính ra là 15.000. Ví dụ 105 đúng không? Chị nhân, chị chia 15 nhân 14 là 98. 98 này nó có hai sản phẩm. Nó có hai đồng sản phẩm ở trong đây. 2.000. Thì 2.000 là 28 nè, chị lấy 98 mà trừ đi 2. Không, chị nhân cái mực chia 15 nhân 14 rồi. Thì khỏi còn nhân 14 nữa. Thì nó có 2.000. Chị tính từ 14.000 sản phẩm thôi. Đúng không? 2.000, 2 lần của em đúng không? Chị còn bao nhiêu? Là 28 nè. 266 hả? Đúng rồi, 28. Mà bây giờ chị 28 trừ 28 thì còn là 70. Đúng không? Thì là 70 nè. 90 thì 266. 224. 2266 hả? 266 nè, 26, 74. 244, 224 trừ nhiêu? Trừ cho 132 hả? Ủa? Trừ 135 hả? Đâu có được. Cái gì? Ủa? Bữa nào không được. 224 trừ cho 132. Ủa? Trừ 70 trừ 55. Ừ, cũng là 99. Nhưng mà cái chỗ này chị nghĩ nó sai chỗ này nè. Cái này là của 7.000 này, của 15.000 sản phẩm. Cái 7.000 này của 15.000 sản phẩm sẽ chia cho 15 nữa. Các quen trình bày vô đó. Nhờ lấy cục cơm bôi đi. 99 nè, đó đúng rồi nè. Rồi chúng ta xem sửa lại lên bảng ha. Theo phương pháp toàn bộ là báo cáo theo phương pháp toàn bộ là doanh thu mở ngoặc 14.000 sản phẩm nhân 35 thì tổng doanh thu 490.000, giá 4.000 bán 14.000 sản phẩm nhân 21. Và ở đây bạn có giải trình giá 4 cho một sản phẩm là 21 được tính trên cơ sở nào? Nhìn có một số câu từ bạn. Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 135.000 cộng cho tổng chi phí nhân công trực tiếp 75.000 cộng tổng với sản xuất chung 105.000, ba cái này chia cho sản lượng sản xuất 15.000 thì giá 4 cho một đơn vị sản phẩm là 21, đúng không các chị? Đúng rồi đó. Tổng chi phí sản xuất phát sinh chia cho sản lượng hoàn thành thì chúng ta có rằng giá thành cho một đơn vị sản phẩm là 21. Do vậy cho nên quay trở lại giá 4.000 bán 14.000 sản phẩm nhân 21 thì được là 294.000 tổng giá 4.000 bán. Do vậy lợi nhuận được 196.000. Chi phí hoạt động ở đây là chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp, đề bài cho tặng 97.000 cho nên lợi nhuận là
chứng minh chứng nhận cũng rồi, không có gì sai hết. Vậy báo cáo liên quan toàn bộ chúng ta có lợi nhuận chứng minh chứng nhận. Áp lực cho bạn quá phải không ạ? Cái báo cáo liên quan toàn bộ lọc đúng là bình thường đó các chị, bắt buộc phải đúng. Cho tới bây giờ học mình làm cái báo cáo này mà sai sao được? Tính giá vốn của một đơn vị sản phẩm là phải tính đúng chứ, bây giờ còn không nhìn nữa đâu. Cho nên tôi cho rằng đây là cái cơ bản, rất cơ bản mà các chị đã làm cho đúng. Cái khó của chúng ta trong báo cáo là cái này, trong cái bài này là báo cáo liên pháp trực tiếp, chứ báo cáo liên pháp toàn bộ là buồn để làm. Điện có mấy số? Điện có mấy số mà? Quang. Điện 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 số. Bỏ tay. Cho là 2 miếng phí bán hàng quản lý cho một đơn vị sản phẩm đề bài cho là 3.
em biết với đơn vị đây là mình đi. Nhưng với đơn vị người đi. Và trên cơ sở này tôi cũng xác định luôn tổng định phí gồm có gì? Định phí sản xuất chung, định phí bán hàng quản lý. Khi tôi tính đúng như thế này thì tôi làm báo cáo chắc chắn không đi đầu công trình. Cho nên biến phí cho một công việc sản phẩm từ tính trước. Định phí ở đây gồm có hai khoản: định phí sản xuất chung, định phí bán hàng quản lý. Định phí sản xuất chung đề bài cho một công việc sản phẩm, biến phí sản xuất chung là 2. Trong kỳ sản xuất 15.000 sản phẩm, chạy 15.000 nhân 2 sẽ ra tổng biến phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ. Tổng chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ 105.000, trừ đi cho tổng biến phí sản xuất chung phát sinh là 30.000. Vậy định phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ 75.000. Định phí bán hàng ở đây sẽ bằng tổng chi phí bán hàng quản lý phát sinh trừ cho 3 nhân 14.000. Tới đây thì có ai thắc mắc tại sao sản xuất chung là tính sản lượng 15.000 mà bán hàng thì tính 14.000 không các chị? Không. Đúng không ạ? Bởi vì chi phí bán hàng quản lý phát sinh ở đâu? Trong tiêu thụ. Mà trong tiêu thụ thì gắn liền với số lượng sản phẩm bán ra là 14.000. Còn chi phí sản xuất chung phát sinh ở đâu? Trong sản xuất thì nó gắn liền với sản lượng sản xuất là nhiêu? 15.000 sản phẩm. Nhớ dùng tùng. Rất nhiều người không nghe kỹ, mốt về câu hỏi của sao khi 15.000, sao 14.000 là mở chi? Nó gắn liền với lại cái môi trường của nó là đâu? Sản xuất, chi phí sản xuất chung gồm có biến phí và định phí sản xuất chung phát sinh trong khâu sản xuất. Mà sản xuất thì trong tiền sản xuất 15.000 chứ có phải sản xuất 14.000 đâu. Nên là chúng ta tính trên cơ sở sản lượng sản xuất 15.000. Còn chi phí bán hàng quản lý phát sinh ở đâu? Trong khâu tiêu thụ, tức là ngoài sản xuất thì tiêu thụ bao nhiêu? Tiêu thụ 14.000 thì nó phải gắn liền với 14.000 chứ sao nó gắn với 15.000 được? Đó là những cái điểm rất là cơ bản mà chúng ta không có được phép quên. Vậy với chi phí đơn vị là nhiêu? 19. Tổng tiền phí là gồm có 75.000, 55.000. Làm được báo cáo liên quan trực tiếp không? Chắc chắn sẽ được. Có ai thắc mắc gì chỗ này nữa không ạ? Hỏi đi thì giải đáp chưa? Có hay không? Nắc nhẫn cho kỹ chỗ này nha. 15.000, 14.000 nó khác nhau. Tại sao 15.000, tại sao 14.000 tôi có nói rồi đâu. Chúng ta đi xác định chi phí ở lĩnh vực nào? Xác định chi phí lĩnh vực ngoài sản xuất thì nó phải gắn liền với sản lượng tiêu thụ. Xác định chi phí trong lĩnh vực sản xuất thì nó gắn liền với gì? Sản lượng sản xuất. Xong chưa? Được chưa? Và trên cơ sở này chúng ta sẽ coi báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp. Báo cáo là hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp. Tiếp chúng ta có doanh thu 490.000, biến phí 286.000, số dư lãng phí 224.000, định phí 130.000, lợi nhuận 94.000. Lãi cao hơn cũng vậy, nhờ với nguyên tắc cho phép thì chúng ta thấy là chúng ta có lãi
Còn khi đấy chúng ta làm theo phương pháp mang tới trực tiếp lại được có 94 này, ai cảm thấy được báo cáo đẹp không ạ? Như vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong thực tế báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được sử dụng phổ biến trong cái nhóm tài chính là báo cáo này lại càng. Còn trong nội bộ quản lý doanh nghiệp người ta có xu hướng sử dụng báo cáo phương pháp trực tiếp hơn, mặc dù lời thì nó thấp hơn nhưng người ta có xu hướng sử dụng nhiều. Vì sao như vậy? Chắc chắn nó phải có cái lợi gì đó người ta mới xài chứ. Không tự nhiên chúng ta lấy cái lợi nhuận thấp để làm gì? Báo cáo cho bên ngoài là báo cáo công ty trong cái đó tài chính là theo phương pháp phổ biến, phương pháp truyền thống của chúng ta thì lợi nhuận ở đây chỉ như những ngày. Còn trong nội bộ thì nhà quản lý doanh nghiệp thì lợi nhuận chỉ có 94 ngàn đồng thôi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Giờ chúng ta nói về mặt con số trước ha, tôi khẳng định là hai báo cáo đều luôn, nhưng mà tại sao nó có chênh lệch nhau thì từ từ chúng ta sẽ giải quyết. Vậy thì chênh lệch nhau lợi nhuận giữa hai báo cáo là 5 ngàn. Bây giờ xét về mặt con số trước nè, tại sao lợi nhuận hai báo cáo chênh nhau là 5 ngàn? Lợi nhuận báo cáo chênh nhau là 5 ngàn, chúng ta thấy là sản phẩm tồn kho bao nhiêu sản phẩm đó chị? Bao nhiêu sản phẩm? Sản xuất 15 ngàn, tồn kho bao nhiêu? Tiêu thụ 14 ngàn, sản phẩm tồn kho nhiêu? 1 ngàn. 1 ngàn sản phẩm tồn kho này, và trong 1 ngàn sản phẩm tồn kho này, sự chênh lệch lợi nhuận theo báo cáo là gắn liền với định phí sản xuất chung của 1 ngàn sản phẩm tồn kho. Về mặt con số, về mặt số liệu thì người ta nói rằng chênh lệch lợi nhuận theo báo cáo chính là phần định phí sản xuất chung của 1 ngàn sản phẩm tồn kho. Hiểu như thế nào? Hiểu như thế nào thì các anh chị? Báo cáo theo pháp trực tiếp, các anh chị thấy nè, báo cáo liên quan trực tiếp toàn bộ định phí sản xuất chung với xe công ty 75 ngàn đã nằm đây, 130 ngàn gồm có định phí bán hàng 55 ngàn, định phí sản xuất chung 75 ngàn, toàn bộ định phí sản xuất chung đưa hết vào báo cáo công ty. Theo phương pháp trực tiếp, toàn bộ định phí sản xuất chung phát sinh được đưa hết vào báo cáo công ty luôn anh chị. Còn theo phương pháp toàn bộ, theo phương pháp toàn bộ, các tổng bộ các chị thì chỉ có một phần định phí sản xuất chung đưa vào báo cáo, nó nằm ở trong phần giá vốn hàng bán. Định phí sản xuất chung được đưa vào báo cáo ở đây là định phí sản xuất chung của bao nhiêu? 14 ngàn sản phẩm. Định phí sản xuất chung được đưa vào báo cáo nên phát tổng bộ chỉ đưa gắn liền với số lượng sản phẩm tiêu thụ là 14 ngàn. Do vậy định phí sản xuất chung của 1 ngàn sản phẩm tồn kho theo phương pháp tổng bộ đã không được đưa vào báo cáo kết quả kinh doanh hàng kỳ, mà nó để là dành ở đâu cái gì? Tồn kho của kỳ nằm ở phần trị giá thành tồn, à tồn kho của kỳ, và tồn kho của kỳ này sẽ chuyển sang sao cái gì? Đầu kỳ sau. Đầu kỳ sau. Do vậy cho nên chúng ta thấy rằng một phần định phí sản xuất chung nó nằm trong phần giá vốn hàng bán, chứ không phải là toàn bộ định phí sản xuất chung đưa hết vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mà định phí sản xuất chung chỉ đưa vào có 14 ngàn sản phẩm mà thôi. Còn 1 ngàn sản phẩm tồn kho của kỳ gắn liền với nó trị giá sản phẩm tồn kho của kỳ có cả định phí sản xuất chung. Chính vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy làm sao các chị, lợi nhuận của báo cáo liên phương pháp gì toàn bộ nó cao hơn lợi nhuận của báo cáo liên phương pháp gì trực tiếp, và cái phần chênh lệch này đúng bằng định phí sản xuất chung của các sản phẩm tồn kho của kỳ. Đây chúng ta xem định phí sản xuất chung phát sinh công ty 75 ngàn chia cho số lượng sản phẩm tồn kho là nhiêu? 10, xin lỗi, số lượng sản phẩm sản xuất là 15 ngàn và nhân cho 1 ngàn sản phẩm tồn kho. Như vậy đây chính là định phí sản xuất chung của sản phẩm tồn cuối kỳ bằng đúng là gì? 5 ngàn. Định phí sản xuất chung của 1 ngàn sản phẩm tồn kho của kỳ có 5 ngàn ở trong này. Theo phương pháp toàn bộ, theo phương pháp toàn bộ 1 ngàn sản phẩm tồn kho cuối kỳ có gắn liền, có tính luôn định phí sản xuất chung là 5 ngàn, có tính luôn định phí sản xuất chung là 5 ngàn. Do vậy nó chỉ đưa báo vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định phí sản xuất chung của 14 ngàn sản phẩm, nó nằm khoảng ở trong 21 ở đây thì chúng ta nhân lên. Thế nên định phí sản xuất chung tính cho báo cáo kết quả kinh doanh gắn liền với định phí của 14 là sản phẩm tiêu thụ thôi. Trong khi đó phát sinh tới 15 ngàn, sản xuất 15 ngàn, ứng với nó định phí sản xuất chung là 75 ngàn phát sinh. Nhưng đưa vào báo cáo chỉ đưa cho định phí sản xuất chung của các sản phẩm tiêu thụ. Còn một phần định phí sản xuất chung của các sản phẩm chưa bán được thì để lại ở dưới dạng trị giá sản phẩm tồn kho cuối kỳ này.
mà tồn cuối kỳ này sẽ chuyển sang tồn thì sao? Điều đó có nghĩa là phát sinh trong kỳ mà chưa đưa hết vào báo cáo để dành cho vào báo cáo của kỳ sau. Chính vì vậy cho nên lợi nhuận của nó cao hơn. Còn theo phương pháp trực tiếp, toàn bộ định phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ 75.000 đưa hết vào báo cáo của bạn sinh viên. Vậy thì một cái đưa hết vào báo cáo thì lợi nhuận của nó sẽ sao? Thấp. Còn một cái chỉ đưa một phần vào báo cáo, một phần để lại tính vào kỳ sau thì lợi nhuận trong kỳ nó sẽ sao? Cao hơn. Và trên là lợi nhuận của hai báo cáo thực sự đó chính là mặt định phí sản xuất chung của các sản phẩm tồn cộng kỳ. Đó là mặt số liệu. Về mặt ý nghĩa, do con số, do ý nghĩa, tại sao người ta vẫn chấp nhận hai cái này các chị? Đó chính là hai quan điểm khác nhau khi xem xét đối định phí sản xuất chung. Theo phương pháp toàn bộ thì người ta cho rằng định phí sản xuất chung là chi phí sản phẩm. Nếu sử dụng phương pháp toàn bộ, đồng nghĩa với nó những nhà quản lý đã cho rằng định phí sản xuất chung là chi phí sản phẩm. Bởi chính vì cho nó là chi phí sản phẩm cho nên nó gắn liền với các sản phẩm sản xuất tồn kho. Chúng ta vừa bước trước chúng ta có cái khái niệm chi phí sản phẩm. Bởi vì theo nó là cái chi phí sản phẩm, định phí sản xuất chung được cho là chi phí sản phẩm. Cho nên nó gắn liền với các sản phẩm sản xuất cũng như tồn kho trong kỳ. Vậy nếu sản xuất ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu thì toàn bộ cái định phí sản xuất chung sẽ mới được đưa vào báo cáo. Còn ở đây sản xuất ra nhiều mà bán ít thì chỉ đưa vào báo cáo là định phí sản xuất chung của các sản phẩm bán được mà không. Cái nào chưa bán được nó sẽ được chuyển sang kỳ sau. Người ta làm như vậy bởi vì người ta cho rằng định phí sản xuất chung là chi phí sản phẩm hoàn toàn có thể chấp nhận. Còn ngược lại nếu sử dụng theo cách trực tiếp thì ngược lại người ta cho quan điểm ngược lại đó, người ta cho rằng định phí sản xuất chung là chi phí thực tế. Theo phương pháp trực tiếp thì định phí sản xuất chung được cho là chi phí thực tế. Bởi vì chính được cho đó là chi phí thời kỳ cho nên nó phát sinh bao nhiêu đưa hết vào báo cáo công việc, không để làm đoàn nào sang kỳ sau hết. Trong kỳ bán 1.000 sản phẩm hay bán 14.000 sản phẩm hay bán 5.000 sản phẩm, toàn bộ định phí sản xuất chung phát sinh bao nhiêu đưa hết vào báo cáo công việc, bởi vì nó là chi phí thời kỳ mà. Chính vì hai quan điểm khác nhau về định phí sản xuất chung cho nên mới dẫn đến lời nhuận nhân báo cáo là khác nhau. Còn trong hai báo cáo nguyên liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chứng phí bán hàng, định phí bán hàng nhân dân đều giống nhau hết, chỉ khác nhau phần định phí sản xuất chung. Về mặt ý nghĩa thì người ta cho rằng khác nhau đó là do quan điểm khác nhau về chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. Theo phương pháp toàn bộ thì định phí sản xuất chung được cho là chi phí sản phẩm, nhưng ngược lại theo phương pháp trực tiếp thì định phí sản xuất chung cho là chi phí sản phẩm, cho là chi phí thực hiện. Chính vì nhìn nhận hai cái định phí là hai phương pháp và quan điểm khác nhau cho nên cách xử lý thông tin nó khác nhau và dẫn đến lời nhuận khác nhau theo báo cáo. Và một ý nghĩa thực nữa mà những nhà quản lý có xu hướng sử dụng báo cáo trên mắt trực tiếp trong doanh nghiệp đó là gì? Thực chất người ta cho rằng định phí sản xuất chung chi phí thời kỳ là đúng. Tại sao người ta cho rằng định phí sản xuất chung chi phí thời kỳ là đúng? Bởi vì thực chất định phí sản xuất chung là những khoản mà doanh nghiệp đã bỏ tiền ra chi hết rồi. Ví dụ chi trả lương cho công nhân, nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí điện nước trong phân xưởng, chi phí vật liệu phụ, công cụ dụng cụ, chi phí qua tài sản cố định, toàn bộ những cái khoản đó là đã bỏ tiền ra hết rồi. Chính vì cho nên người ta cho rằng đã bỏ tiền ra cho nên nó phải là các phí tổn và nó phải đưa hết vào báo cáo kết quả kinh doanh. Do vậy lại nó khác. Nhưng mà nó sẽ có một cái ưu điểm là nó gắn liền với tiền tồn gửi trong doanh nghiệp. Tôi chi ra bao nhiêu, tôi có lãi, thì cái tiền trong quỹ với lại cái báo cáo kết quả kinh doanh nó gần gũi với nhau hơn. Còn theo phương pháp toàn bộ thì thật ra là tiền đã chi rồi nhưng mà mình chưa tính vào báo cáo nên lãi cao nhưng mà thực ra tiền tồn gửi rất nhiều các chị. Mối quan hệ giữa lợi nhuận trên báo cáo với tiền tồn gửi nó có khoảng sai lệch rất là lớn. Nó không phản ánh cái khả năng thực về tiền của doanh nghiệp. Chính vì vậy cho nên phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp người ta muốn thực chất vấn đề hơn. Thực sự là anh sao về kinh doanh anh còn bao nhiêu tiền, lãi lỗ cái tiền nó gần nhau. Thì như vậy các quyết định của doanh nghiệp khi sử dụng các lượng tiền kế tiếp nó sẽ dễ dàng hơn. Còn trên báo cáo tôi lấy ví dụ như báo cáo kết quả kinh doanh nhân phát toàn bộ lãi đến 99.000. Nhưng mà tiền có nhiều không các chị? Không, tiền đã chi ra hết rồi mình chưa thu về. Chẳng qua là mình không tính trong kỳ này mà để dành thì sao tính cho nên lãi thì nên gọi lãi là lãi gì? Giả. Và lỗ là lỗ gì? Không. Tiền hết rồi còn không được chi hết, không có tiền, nhưng mà trên báo cáo thì vẫn cứ làm. Chính vì vậy cho nên người ta mới nói rằng là những nhà quản lý người ta cho rằng cần và nên sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh theo cách trực tiếp thì nó sẽ giúp cho cái nhìn của những nhà quản lý về cái tình hình kinh doanh cũng như lượng tiền cái lưu chuyển tiền trong doanh nghiệp nó thật hơn, nó gần gũi hơn và các quyết định người ta sẽ dễ dàng. Ở đây ví
dụ sản xuất 15.000, bán 14.000, tồn kho có 1.000, trên lệch lợi nhuận là 5.000. Chứ nếu ví dụ sản xuất 15.000 mà bán được 8.000, các dự khác một cách trên lệch lợi nhuận nha, báo cáo rất lớn, rất lớn. Mà trên báo cáo có thì vẫn lãi cho thường, nhưng mà tiền vẫn có, người ta gọi là gì, lãi là lãi, giả lỗ là lỗ, thật là gì. Vậy như vậy về mặt ý nghĩa thì chúng ta thấy rằng để giúp cho việc quản lý doanh nghiệp, điều hành hoạt động doanh nghiệp diễn ra thuận lợi hơn, hợp lý hơn thì những nhà quản lý trong doanh nghiệp có xu hướng sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh theo pháp trực tiếp. Và sau này chúng ta sẽ thấy rằng sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh theo pháp trực tiếp thì nó gắn liền với mối quan hệ chi phí của lượng lợi nhuận và làm cho quyết định của những nhà quản lý sẽ nhanh nhạy hơn, linh hoạt hơn trong lần thực tế thị trường. Vì vậy cho nên người ta nói rằng báo cáo liên pháp toàn bộ thường được sử dụng trong tin đóng tài trợ thông tin của các đối tượng ngân hàng và tổ chức, còn báo cáo liên pháp trực tiếp thì thường được sử dụng trong nội bộ quản lý của doanh nghiệp, cung cấp thông tin cần thiết cho những nhà quản lý trong nội bộ doanh nghiệp. Và lý thuyết của chương này chúng ta dừng lại nên hy vọng các vị nắm được ý nghĩa của nó cũng như cách diễn giải để sau này, bởi vì những câu hỏi như thế này người ta thường xuyên gặp lại trong các bài tập khác nhau. Giải thích gì trên lời được gia báo cáo. Về mặt con số thì trên lệnh lệnh cũng đã báo cáo với chị chúng tôi là lệnh phí sản xuất chung và các phản ảnh bầu quý vị. Còn về mặt lý thuyết thì chúng ta hiểu là quan điểm khác nhau về chi phí sản phẩm và chi phí đơn kỳ với lệnh phí sản xuất chung và ý nghĩa thực hiện cho nó. Rồi giờ chúng ta chuyển qua bài tập 3. Các chị mở sách ra ha, các bài tập chúng ta có khả năng sử dụng nè. Tất nhiên là nếu làm được hết thì càng tốt. Thời gian thì tôi đọc một số bài cơ bản cho các chị. Bài thứ nhất bắt đầu từ trang 62, bài 1, bài 5, bài 6, bài 9, bài 10, 12 và 15. Cứ ghi đi làm hết càng tốt, còn sửa được cái nào hay cái đó. Cái đừng nói là nhiều quá, càng nhiều càng tốt cho các chị, nhất thiết là để đi. Đọc lại không? Bài 1 chưa ạ? Bài 1. Bài 4. Bài 4 là bài 4 thì các chị, bài 4. Bài 1, bài 4. Bài 6. Bỏ 5 hả cô? Rồi bỏ 5. Bài 6, bài 9. Bài 10. 12. Để có đọc 13 không ạ? Có càng tốt, còn 15. Dạ có 13 không? Cũng làm cũng được, cũng có ai bắt bẻ cho chị đâu, làm càng nhiều càng tốt mà. Tất nhiên sửa thì chắc cũng sửa rồi đó, bạn nó dễ quá mà sửa làm cái gì? Ủa cái này là làm giấy thì là cái nhân viên đó à, làm đi sửa trên bản. Thank you.
theo như bữa này là bữa đề tập đầu tiên, không có vấn đề như mấy các chương sau, các anh chị muốn lúc nào cũng có. Vì sao đi làm vậy, các anh chị có một cái ưu điểm nào nên lớp mình nhớ bài nha. Giờ nó đòi hỏi mỗi người phải tập trung cao hơn, vì vậy về nhà các chị đỡ mất thời gian hơn. Ví dụ như lớp như thế này tôi lấy 15 bài thôi, ai năm trước tôi cũng đọc mà đúng thì tôi ghi nhận, nay tôi trả lại. Rồi ai lên bảng trên đường vào đây ạ? À? Câu rất nhỏ, rất đơn giản. Rồi ai đâu ạ? À? Hai bạn quá, rồi hai người làm cộng đồng của tôi, áo đen áo vàng. Không, cái này dễ mà. Thôi, cái nào khó không nào thôi. Cái nào cũng ghi nhận tôi nói rõ, còn không thì thôi. Rồi, có bạn hết thì hai người làm cộng đồng đi xem. Cơ rõ yêu cầu nha, hãy xác định lợi nhuận trên báo cáo kết quả đầu tư cho theo phương pháp toàn bộ. Doanh thu, bây giờ chúng ta xem bài cái này trước nè. Doanh thu 14 ngày nhân 4 là đúng không ạ? Giá 4, 14 ngày nhân 2 tới 8 đúng không các anh chị? Sai. Sao 4 sao mà cho một sản phẩm chỉ có 2 tới 8 thôi, làm sao mà giá 4 được? Đây là bài cho biến phí đơn vị là 2 tới 8, đâu có nghĩ đó là giá 4 các bạn. Công ty sản xuất mà, đúng chưa ạ? Công ty sản xuất thì trong giá vốn hàng bán chắc chắn nó có cả gì? Biến phí lẫn định phí. Nên nếu biến phí cho một con người 2 tới 8 nhân lên mà ra tổng giá vốn hàng bán thì không phải rồi. Thôi được rồi. Giải đáp cái sai này dưới dễ lắm. Ồ, là thêm 18 ngàn. Hãy xác định lời nhuận chứ có biểu lập báo cáo không? Không. Cho nên tôi nói đọc kỹ đề mà. Cho nên khi các chị không đọc kỹ đề, ta biểu vừa làm này cũng làm khác, mất thời gian mà mệt mỏi. Sai lợi cũng chứ. Hãy xác định lợi nhuận mà. Thế đâu ai chịu lập báo cáo kết quả kinh doanh để biết được lợi nhuận đâu. Hãy xác định lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh trên phương pháp toàn bộ. Tính quay đơn giá 4 2 tới 8 nhân cho 16 ngàn cộng cho 15 ngàn trừ 7 ngàn, 15 ngàn là tổng định phí trừ đi cho định phí ngoài sản xuất là còn là định phí sản xuất chung, rồi chia cho 16 ngàn ra đơn giá 4 là 33, giá 4 hàng bán 33 nhân 14 ngàn 46 200, lợi nhuận được là doanh thu trừ đi giá vốn. Lợi nhuận gộp là doanh thu trừ giá vốn là được 9.800 và 9.800 trừ đi cho 7.000. Định phí ngoài sản xuất là 7.000. Chỉ còn thực sự chỉ cần hai cái toán này là nào.
sự là đưa này ra cho anh chị là một câu hát hiệu đó, là diễn giải cho làm thành tự luận đó. Kinh dị. Mà trách nhiệm thì nó dễ chứ đâu có khó. Vậy cái này còn 7 ngàn. Có hướng giải quyết chưa? Giảm bỏ em mới nói là em rối rồi đó. Hiểu chưa? Thôi không ai lên bảy nữa. Tới giờ đâu ai lên nữa. Giải đáp hết rồi. Thôi được rồi, rút kinh nghiệm lần sau đó, để cho làm nó chạy không chịu. Rồi bây giờ làm sao đây các chị? Đầu tiên là làm gì? Làm gì nè? Định hướng coi rồi mới làm. Làm báo cáo, xin lỗi, tính lợi nhuận ngân sách trực tiếp trước. Yêu cầu xác định lợi nhuận ngân sách toàn bộ. Vậy mà bắt tính lợi nhuận ngân sách trực tiếp có khó không? Có lạ không? Không có lạ. Tính lợi nhuận ngân sách trực tiếp trước. Và chúng ta biết trên là lợi nhuận do ai báo cáo chính là định với sản xuất chung của các sản phẩm tồn kho. Vậy định cái sản xuất chung trong kỳ là nhiêu các chị? Là nhiêu? Định phí sản xuất chung là bao nhiêu? 8 ngàn. Để nè, tổng định phí trong kỳ 15 ngàn, trong đó định phí của sản xuất 7 ngàn, thì định phí sản xuất chung 8 ngàn. Lấy 8 ngàn chia cho nhiêu? 16 ngàn nhân nhiêu? 4. Nhân 2 ngàn chứ. 8 ngàn là định phí sản xuất chung công ty công ty, chia cho sản lượng sản xuất là 16 ngàn nhân với số lượng sản phẩm tồn kho cuối kỳ là 2 ngàn, cho được một con số. Lấy lợi nhuận theo cấp thực tế, nó ra lợi nhuận theo cấp toàn bộ. Được chưa? Giờ lợi nhuận theo cấp thực tế là tính được không? Tương giá bán cho một sản phẩm là 4, tính phí đơn vị là 2. Tổng định phí 15 ngàn, tính lợi nhuận được không? Được chứ? 4 trừ 3 với 8 ra 1 với 2, 1 với 2 nhân với 14 ngàn, thì ra tổng chi đảm phí trừ đi định phí 15 ngàn, lợi nhuận theo cấp trực tiếp bao nhiêu? Có nhiều cách tính lắm, có nhiều cách tính lắm các anh chị. Không ai nói là mình có một cách đâu mà những cái bài toán của cái lớp ông thầy có rất nhiều phương án, có rất nhiều cách tính đưa đến kết quả. Có chỉ trình là một đáp án. Bây giờ cho tôi biết lợi nhuận theo cấp trực tiếp bao nhiêu ạ? Một với hai nhân cho 14 ngàn trừ 15 ngàn, đó là lợi nhuận theo cấp trực tiếp. Một với hai nhân cho 14 ngàn trừ bao nhiêu? Trừ 15 ngàn. Ra bao nhiêu vậy? 16.800. Bao nhiêu ạ? 16.800. Phải không? 16.800. Tôi nói là lợi nhuận theo cấp trực tiếp có tính trong tôi 7.800 không ạ? Rồi. Rồi định phí sản xuất chung của các sản phẩm tồn kho quốc kỳ là gì? Lấy 8.000 chia 16.000 nhân 2.000. 8.000 chia 16.000 không có 5 nhân cho 2.000 ra nhiêu? 1.000. Thế là lợi nhuận theo cấp toàn bộ sẽ là 1.800 cộng 1.000 ra nhiêu? 2.800. Rồi vậy không? Cho nên là lợi nhuận nha báo cáo đó là bằng định phí sản xuất chung của các sản phẩm tồn kho quốc kỳ. Ở đây người ta không yêu cầu mình làm báo cáo theo cấp toàn bộ mà xác định lợi nhuận. Rồi báo cáo của mình là đúng không ạ? 98. Tất nhiên nếu mà dưới tên thì cũng có thể làm. 98 đúng không ạ? Mà tính toán làm sao phức tạp hơn nhiều hơn. Đây là cách tính đơn giản. Từ từ làm nhiều bài mới quen. Có lẽ đây là bài tập đầu tiên chúng ta hơi đổ thở không ạ? Tôi thấy nhiều bạn quen không biết có học được thứ hai chưa? Được chưa? Về nhà làm không sao, chúng ta sẽ dành nửa buổi để sửa bài tập thôi, rồi còn nửa buổi sau tiếp. Rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây.